Thưa quý vị, chủ tài khoản mạng xã hội Facebook có tên là Diệt giặc nội xâm, ông Trần Minh Lợi, 49 tuổi, bị đưa ra xét xử sơ thẩm tại tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông vào ngày 22 tháng 3 và phiên xử tiếp tục sang ngày 23 tháng 3. Ông Trần Minh Lợi cùng 7 người khác bị cáo buộc các tội danh đưa hối lộ và nhận hối lộ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hàng để trục lợi. Truyền thông trong nước lan tin Ông Trần Minh Lợi thường xuyên tiếp nhận thông tin tiêu cực của công an, cán bộ nhà nước, sau đó ghi âm, ghi hình lại và làm đơn tố cáo. Ông Trần Minh Lợi bị cơ quan chức năng bắt vào ngày 22 tháng 3 năm ngoái với cáo giác đưa hối lộ. Tại tòa vào ngày 22 tháng 3, ông Trần Minh Lợi bác bỏ cáo trạng buộc tội ông, cho rằng bản thân bị oan. Theo ghi nhận có hàng trăm người đến theo dõi vụ xử và có 6 luật sư bảo chữa cho ông Trần Minh Lợi tại phiên tòa. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và gửi đến quý vị thông tin